được cảm ơn thí sinh Nguyễn Trung Hiếu. Tiếp theo xin được mời thí sinh Huỳnh Thị Kim Tuyến, số báo danh 37. Sự mà nói thì hôm nay nghe cái bài dự thi này của em thì anh rất là mừng, rõ ràng là em có sự tiến bộ rất là lớn. Nhưng mà em là một cái giọng ca tương đối đặc biệt, kim pha thổ, cái âm của em rất là hay và rất lạ.
cái đó điều đó mình phải đầu tư nữa để mình sáng tạo ra một cái gì đó nó mới cho riêng mình. Nhưng mà có một cái nhược điểm của em cần phải khắc phục nếu muốn tiến xa vào vòng trong, đó là cái âm trầm của em. Âm sắc em rất đẹp, em có một âm sắc rất đẹp và nó có thể nói là cái cộng với cái thổ của em nó tạo nên cái âm rất là hay. Nhưng mà cái âm trầm của em là quá dở, cho nên là nếu như mà tiến vào vòng tiếp theo đó thì anh nghĩ tiến chọn cái bài dự thi của mình thì đang cố gắng làm sao đó khắc phục được những âm trầm, dấu quyền âm trầm, mình ra mình nghe lại để mình khắc phục lại làm sao cái âm trầm đó cho nó đẹp hơn, cái chữ nhã ra nó đẹp hơn, nó không tù mà nó không bị ức chế âm trầm. Nghe cái những âm trầm của tiến thì rõ ràng là nó khó chịu lắm và nó không hay, nó làm cho nó tối cái bài hát đi. Thì anh nghĩ rằng nếu như em tiếp tục bước vào vòng sau thì hãy chọn cho mình một bài hát nào đó âm sắc nhiều hơn, và những âm trầm nào trong bài ca thì mình khi mình ca mình em khắc phục cái điểm yếu của mình ở âm trầm, o bế nó lại chút xíu, trốn chữ hoặc là mình trốn cách ca cao hơn, cũng là âm trầm đó, âm giống quyền đó nhưng mình ca cao hơn để mình hạn chế cái dở của âm trầm của mình ha. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn. Chị Trinh nhắc cái đó là khi mà em học bài đi dự thi á thì em nghiên cứu cái ý nghĩa của những cái câu ca trong đó, tại vì em phân nhịp ra rồi em lại phân văn sai ý nghĩa. Bác không dướng bận bả vinh hoa phú quý, còn em hồi nãy là không dướng bận bả vinh hoa phú quý thì nó lại sai, tại vì bài này nếu chị Trinh nhớ không lầm như bài này chị Trinh đã có từ thu âm cho đài của VTV Cần Thơ thì phải, cho nên là mình đi chân thuộc. Dạ, xin em một tí rồi.